Sáng ngày 27 tháng 4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VCCI đã công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2021. Theo kết quả, Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 với số điểm 73,02. Đây là năm thứ năm liên tiếp, Quảng Ninh đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Sau Quảng Ninh, các vị trí còn lại trong top 10 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 Lần lượt là Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội. Theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 thì tỉnh Tiền Giang đạt 64,41 điểm, xếp thứ 33 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 13 bậc so với năm 2019, tăng 12 bậc so với năm 2020. <laughs>